HTVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu. Đây là đám cưới của con hả? Đúng rồi. Bi hài chuyện kết hôn. Làm việc này 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh em bạn bè rủ nhau đi đăng ký kết hôn, khiến cuộc sống của 6 con người bị đảo lộn. Tôi làm chồng mà còn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Còn vợ tôi lại đăng ký kết hôn với người đàn ông khác. Đăng ký kết hôn hả? Tôi chỉ muốn cùng cô giả vờ kết hôn với nhau, có hiệu lực trong 3 tháng thôi. Ngoài chuyện đăng ký kết hôn ra, chúng tôi không có quan hệ gì hết. Một bộ phim hài hước. Xem lại tới đây vậy. Nhưng không kém phần lãng mạn. Anh phát hiện là mình đã yêu em thật rồi. Đón xem Cuộc sống hôn nhân lúc 12 giờ phát lại bảy dụng sau trên HTVC Gia Đình.